cho. Rồi bây giờ cho coi Amway review mày sao. Trước tiên là bỏ mỡ của hành phi vô. Hay quá trời ơi, biết hết. Ai để bảo quản lớn. Dạ. Lửa lớn mà bỏ bỏ dạ. Mỡ của hành phi vô. Cái này không phải hành phi mà là cái mỡ. Cái mỡ này là Amway phải làm. Chị bé heo thuyết minh. Amway làm bé heo thuyết minh nha. Sau đó bỏ hành. Bỏ hành bằm vô, củ hành bằm. Hành tím bằm vô. Bé heo đứng gì khác ha. Đó. Muối đừng có rung nha. Trời ơi, nó ngon rồi, lấy cái này nè. Cái này mới là ngon mẹ, thấy không? Cái đó là cái gì trong nó? Là hành lá. Hành lá và cắt sợi, hành lá cắt sợi với lại xá xíu. Trời ơi, có gừng không? Đó. Có gừng luôn á má, chị bé heo. Có gừng luôn. Có gừng. Đưa bé heo mà sóc sóc thì rớt xuống mà cái lò à, đó. Sóc vậy nè, sóc vậy đó. Đâu đâu xin qua cái bé heo sóc được không? Dạ, đừng đừng nữa, tao có một chút xíu hành là bà ơi. Cái này là rượu quá má. Cho miếng rượu vô. Rượu trắng á hả? Rượu nấu ăn hả? Rượu mai quế lộ. Đưa thử thôi hả? Tôi thử rượu tôi say á. Mà mỗi khi tôi say tôi ăn nhiều lắm á. Khổ quá ghê á. Rồi bỏ mì vô kìa. À sau đó bỏ mì đã luộc vào. Và vắt tay chở. Chở đều nha. Quá dễ luôn. Muối bỏ nhiêu đó thôi hả? Nhiêu đó thôi mấy chị ăn cho vui. Tôi đâu có rảnh đâu mà nấu nhiều quá. Ồ muối ơi là muối. Nhiêu đó đâu có đủ bỏ thêm mì muối ơi. À, bỏ thêm mì đây, bỏ thêm mì vô đi. À, chị bé heo này dễ thương quá. Trời ơi bỏ ít. Nhiêu đó không có đủ muối ơi. Bỏ tạ đi xì vô khác. Dạ đủ ai, nhiều quá không có ngon. Ngon mà. Mũ xà ca này cho chút xíu mỡ đeo đi, nó thiếu mỡ. Ôi trời. Đây cho dầu mè sâu vô nè. Dầu mè. Ê không dầu, dầu mè, dầu hao. Dầu hao, chèo thuyền hay là dầu hao con gấu. Trời ơi, ai biết nhà nó có chèo thuyền, chèo thuyền tôi ghê đâu. Luôn. Có đường em cho miếng đường cát coi mọi người ơi. Đường đường kỳ hàng trong đó đó. Trong này nè hàng. Trong tủ này nè. Không gì nấu đồ mà thiếu. Có cái hũ bự á. Đây 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 đây. Là cho một miếng ít thôi. Rồi đây rồi đây. Ê hồi nãy cái gì? Bột nem nào rồi đây. Bột nem. Bột nem con gà. Để sóc nó một cái đi múc nó vậy nè nó mới thấm vô. Rồi ok xong. Vậy rồi tối hả? Ừ. Ủa sao sau khi nấu xong rồi nó lại ít đi nữa vậy em muối. Chị khổ chị quá. Nó thiếu dầu mè. Sau khi sóc sóc lên nó lại cái phần nó không có dầu mè, cái này phải có dầu mè. Thì mình ăn mình tưởng tượng là có dầu mè đi. Không có dầu mè nó mới ngon. Bây giờ chị thử coi nó vừa ăn không chị? Không. Chị thử. Cần thử, cần thử. Nó mày phải thử. Cũng phải thử hả? Thử đi. Thôi, thử, chị đi. Thử đi. Lấy cái đũa nào thử chứ. Không, sao đâu. Thử bằng tay nha, nhưng mà bàn tay bé heo sạch. Úi dồi ôi, thêm mì nó đi nhiều lắm. Vừa ăn không? Vừa không? Vừa. Ăn vừa thêm mì nữa đi. Trời ơi, hết mì rồi chị ơi. Bé. Trời ơi, nó nhiều quá không có ngon. Ngon mà. Không. Thiếu quá là mắc ngon á. No, tôi không có thích làm kiểu dư mì. Phải có cái này cái nọ hả? À, phải thiếu nó mắc ngon á. Thiếu là đổ quạo á. Rồi xong rồi phải không? Để coi. Ngon. Very good. Dạ. Lại lấy tương ớt lên, vứt liền máu lên. Cắt cô, cắt bát nó trên kia nữa thì ra. À, ngon lắm Thơ ơi. Muốn nói cho Thơ ăn đi, giờ mai chạy bộ. Thơ ơi, má ngon quá Thơ ơi. Thơ miếng ơi. Trời, để mình tìm nha Thơ ơi. Để mình tìm nha Thơ ơi. Chị còn có chút xíu ngon quá Thơ ơi. Còn có chút xíu nữa là bỏ vô. Đúng rồi. Bỏ nhiều quá nó ngon. Ngon quá đúng không? Nó có miếng dầu mè nó mới ngon. Giờ chị làm nên cái phải không? Tôi cái dĩa đây tôi cho chị tương ớt ăn ngon lắm. Tôi ăn nổi nữa không? Ăn nổi. Sao lại không? Sao lại không? Trời ơi. Trời ơi, em sợ chị ăn không nổi. Ăn tí xíu rồi lát tu cô về. Chứ không thôi là chị ăn no á. Thôi mày đừng có cho bé ăn nhiều quá, tao khổ quá à. Bé đòi hỏi đủ thứ, bao kêu tao đổ mì cho tao trông là mệt dễ sợ. Cái này là của mấy người? Cái này mình chị á, đâu này của chị. Được.
là tới mì xào của A Muối xào riêng cho bé heo ăn thôi. Cái tương ớt không, cho bả miếng tương ớt đi. Trong đây là mình ok. Trời ơi, cầm cái dĩa mì này mà biết bao nhiêu ánh mắt mang hình viên đạn rồi. Ngon tị quá. Hay. Ngồi đây nè. Chơi ngồi đây luôn nè. Đây luôn đi chị bé heo. Bây giờ là tới phần mì xào của A Muối. Đặc biệt xào riêng cho bé heo. Mặc dù hồi nãy ăn một tô mì Quảng Thánh no lắm rồi, nhưng mà thôi lỡ rồi chơi luôn, ăn thêm mì xào này. Mì xào này là một người thôi nha, không có hai người đâu. Muốn ăn thêm ui trời 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 cái này cho bà ôm rồi. Ôi cũng nhìn chị hay quá hả? Chị ăn được nữa hả? Được nữa chứ. Hay vậy ta. Chị thử đây, review này ngon lắm. Cái mì xào này xin mời cả nhà. Nó không có cần seafood nữa rồi. Ủa mì xào không mà ngon á. Gừng gừng hả? Cộng mì rất là dai. Cộng mì rất là dai. Hơi thiếu thịt. Thiếu thịt sao chịu? Sao mối sao ông bỏ xíu xá xíu vô cho chị bé heo. Dữ vậy. Người này ăn rồi nó khó tính quá. Anh lại ra nị xá xíu kìa chị bé heo. Chị ăn đi. Trang ăn đi Trang. Cho chị để dành cho chị bé heo tu gô. À, nè bỏ lấy xíu. Bỏ xíu cái này không có mà bỏ vô nữa. Không được hả? Tính kêu xíu mài bỏ vô ăn chung cho nó ngon. Ngon nha. Ngon không vậy? Học nghề rồi nó mai mốt về làm. Quan trọng với cộng mì á. Cái cộng mì nào đây? Cộng mì nó dai lắm. Bữa nào kia đứa nào mua thùng dừa, ta làm dừa rau câu để ăn cho mình lên lóc nhà luôn. Bà đại diện hai thùng dừa rau câu ha. Tôi hỏi dừa, tôi mới hỏi mày. Rồi mà xin kiến. Em mua dừa cho muối. Chị có thích ăn do rau câu dừa không? Sao lại không? Tính là mày hỏi gì? Sao lại không? Nhưng mà chuyến này 4 giờ má. Đừng muối, có sao giờ. Muối làm có đó ngon lắm á chị. Ngon lắm á chị bé heo ơi. Nói thật nó ngon hơn cái mì này ngon quá không? Nó không có mỡ trong họng đúng không? Biết nó ngon là nhờ không? Nhờ cái gừng với lại cái hành lá. Có mùi gừng. Ừ. Cho nên nó thơm. Cái mì nó giòn. Người Tàu làm gì cũng có gừng. Lúc nào á múc muỗng luôn hết rồi làm rồi ăn đập tài rải một cái là nó đều nhất đúng không chị bé heo. Cái chai mai bé lộ thì rất là xào ăn rất là ngon nhưng mà chỉ có nấu đây em lấy ra xào rồi ăn món Tàu ngon mới xịt miếng thôi. Mai Quế Lộ không có bán ngoài chợ không? Chỗ nào thì mua con trai bán ngoài chợ không? Có thì để ra chợ mua. Nhưng mà chị không biết, chị đổ nhiều quá không có ngon. Đổ ít thôi. Chị không mua đèn á. Bỏ muối xong thì ngâm nó khoảng chừng 5 phút. Cái gì đó mình đang muốn mình ngâm nó xong. Xong rồi bắt đầu đi rửa. Đừng có chỉ tôi không có làm đâu. Chứ không làm chi mất công. Nhiều khi không ngon nữa, lỡ đi ăn muối. Không bỏ làm. Cái điểm rồi. Dù cho xa xăm cách mấy, dù cho đường đi có cách trở đường xe lỡ như đường kẻ xa xa cũng lại đây. Nhưng mà nói trước nha, chuyến sau xuống lót ăn là chị phải đi nữa nha. Sao lại không? Thượng Hải em chỗ đó. Chuyến sau muốn dắt mình đi á. Chị bé quá. Ủa chị ăn chị ăn gần hết luôn rồi kìa. Ủa xịt tắc hạ quá. Rồi cũng nhận chị ăn giỏi. Mấy em chủ trương làm ăn ngon mà mập đúng sao? Ăn dở mập ghét lắm. Thật ăn ngon. Đâu ăn ngon á, người ta ăn á, nhiều người ta cũng ăn. Đúng rồi. Chị nên nhớ, chị đi ăn nhà hàng á, mà cái đồ ăn chị đem về hết chua ngon là cái đồ ăn nó ngon. Mà chị bỏ lại là coi như cái tiệm đó đồ ăn vậy.
xin phép cầm dĩa lên để ăn cho nhanh. Mọi người sao mà ăn hay giỏi. Ồ, chứ ăn giỏi thì chị cũng lấy giỡn tay đi. Giỡn tay. Trời liếc tôi. Bỏ thôi, bỏ qua liếc tao. Bỏ thôi. Không mà thiệt mọi người cho. Hôm nay được kêu bằng tôi rảnh lắm mà nãy tôi xuống tôi làm. Nó hứa thơ lâu lắm rồi. Chứ là hứa trên... Tích đỡ ngu quá. Ý nói đưa mẹ bả luôn về. Bả em về đây. Mà chị thấy em có làm đúng không? Ngon quá. Okay. Chị muốn nào xuống đây làm mà kêu chị bé heo tới ăn à. Đừng chỉ chị bé heo làm. Thôi. Ừ. Tôi làm sẵn cho. Chị không học đâu. Gọi hành vi tôi cho không mà. Mà biết không? Học gì cũng làm không? Đúng rồi. Con ơi, khỏi giữa gì. Trời, chị ăn giỏi ghê á. Không phải đâu, đồ ngon chị mới ăn rồi. Bây giờ cầm dĩ đi. Trời, kinh ghê chứ. Miếu này được cái cầm. Ôi, ăn không? Ăn đi. Mới ăn nó trùng lắm. Không, anh nói ăn cái khác. Cảm ơn anh quý. Ôi, ngon quá. Ừ, này chút cho trái bắp ăn. Có bắp nữa hả? Có. Bắp ngon lắm. Có bắp kìa, chứ lát đem bắp về. Mà nói. Cái này chỉ xào nè. Ngon vô cùng. Xào. Phải canh lửa chứ không phải là đúng rồi. Lửa bự rồi vậy. Không có. Nhanh lại có đâu. Tay ba rẫy ra người đó. Ngon. Cảm ơn chị nhiều nha. Ngon quá. Lại lên trên sóng của bà Táo Cam Thơ. Hôm nay ăn muối chỉ rồi đó. Mọi người học thêm muối đi. Xào mì ăn ngon lắm á. Không có nghe. Mấy người ơi, cả nhà ơi, mọi người ơi. Phải là share và like nhiều thì bé heo mới được có dịp xuống đây ăn hoài. Vừa rồi gần 130.000 sập em đãi tiệc mà chị xuống trễ, chị nhớ không? Chứ không phải là tại vì món làm rau câu cho chị ngồi ăn. Tôi sẽ làm dừa trong cái rau câu ra thì từng miếng. Tôi đi kiếm cái lóc phén. Lóc phén hả? Lóc phén đủ miếng rồi tôi mới nạo dừa. Ô, đã dừa. Miếng được bỏ vô. Rồi tao rau câu xong rồi nấu xong rồi mới bỏ vô rồi xong. Sao ai muốn giỏi quá vậy? Nấu đủ thứ đồ hả? Mình hết thì mình là mình suy nghĩ làm thôi. Tôi nghĩ 140 là phải có mặt chị nha. À, 140 đây là làm cái dĩa wellness stream cho. Nhớ không? Nhớ 140 gì không? À, cái gì đó người lướt gì đó, cái bản gì, cái bản gì đăng ký. Ờ, đăng ký đó hả? À, bây giờ được chiếu rồi. Ủa, tay chị bị gì vậy? Tay rất là thịt, rất là bóng. À, đây nè. Tôi làm cho nó mới ăn sáng xíu. Ủa tại sao vậy? Bánh mì rồi lấy ra đụng cái miệng lò thôi mà nó cũng làm mũ luôn á. Trời ơi. Thịt độc lắm. Thì lúc đó là không chịu lấy cái nail form. Không, cái thịt độc nếu chạy mình cứ băng vậy nè, mình rửa tay hoài cái nước nó đọng ở trong đó. Mặc kệ tay đau, ăn vẫn ngon như thường. Ăn ngon rồi. Kỳ này cho khán giả xem chị bé heo hát live những bài hát nhạc Pháp rất là hay. Nhưng mà bé heo rất là thích hát nhạc Pháp. Bé heo biết Cam Thơ là qua một cái phim CD nhạc Pháp, nghe mê mẩn. Mọi người có biết là bé heo lái xe ngồi nghe nhạc Pháp rồi chạy lạc đường luôn. Về nhà không chịu về, chạy thẳng hoài, ta nghe hay mà nghe đi nghe lại. Mà cứ yêu cầu Cam Thơ là thực hiện những cái ban nhạc Pháp hát. Cái tiếng hát của Cam Thơ nó phải nói là rất là dễ thương. Cảm ơn nghe, chị. Nghe nó dễ thương lắm, nghe nó làm cái lòng mình nó buồn nhưng mà nó có cái tí gì tình cảm ấm áp trong đó, thành ra là bé heo vẫn còn nghe cái CD như vậy. Cứ gặp là cứ nói em làm nhạc Pháp đi, nhạc Pháp đi. Thành ra bây giờ hai chị em sẽ có một buổi live stream vào ngày nào thì sẽ, Cam Thơ sẽ thông báo nha. Bé heo sẽ xin nghỉ một ngày, buổi ngày hôm đó là sẽ dành trọn cho Cam Thơ để thực hiện chương trình live stream nhạc Pháp. Bé heo và Cam Thơ sẽ hát với nhau bao nhiêu bài từng thời hôm đó sẽ biết. Đúng rồi. Một chút nữa em tặng cho chị cái CD mà nhạc Thánh Ca của em. À, tại chị bé heo cũng thích, rất là thích hát nhạc Thánh Ca. Thì sau cái chương trình nhạc Pháp này em sẽ tính một cái ngày để làm hai chị em mình hát nhạc Thánh Ca không? Dạ. Ok. Thánh Ca hát về Đức Mẹ, cũng hát về Chúa. Đúng rồi. Mê lắm, mê nhạc Thánh Ca. Bây giờ không biết bây giờ sao tự nhiên thích hát nhạc Thánh Ca. Vậy đó, không thích. Em cũng thích. Đó. Em cũng thích lắm. Nhưng mà chưa có dịp. Thì nếu mà chị có chị thì em sẽ có thêm động lực. Tại phải có hai người thúc qua thúc lại. Chứ một mình em cái cũng không có
nhưng là cũng không có động lực nhiều. Cho nên giờ nhờ chị Bé Heo thì sau cái chương trình nhạc pháp này thì em nhanh lắm nha, tại vì tuần này nữa là cuối tháng rồi, đúng rồi. Nên là còn khoảng 2 tuần nữa thôi à. Đúng rồi, đúng rồi, nhanh lắm á. Nhanh lắm. Nhưng mà hai chị em tại vì thích, cùng thích nhạc pháp cho nên cái chương trình hy vọng là sẽ đem đến những cái bài hát hay, dễ thương, cái những dòng bài nhạc hát pháp xưa nhưng mà đúng nó rồi. Hay đúng rồi, nghĩa là những bài hát mà nó đi lòng mình, đi vào lòng mình từ hồi còn nhỏ. Đúng rồi, dạ đúng rồi. Dạ thì hy vọng là em với chị sẽ làm một cái chương mỗi trình, mỗi người sẽ mê, mỗi người sẽ thích. Đón chờ nha cả nhà ơi, chào cô Bé Heo. Cảm ơn chị đã nhận lời. Không phải đâu, bị dụ á, bị bắt buộc gặp đâu cũng hỏi gặp trong chủ. Chị ơi, chừng nào hát. Nhưng mà từ lâu rồi chị nhớ không? Em nói chị là từ lâu lắm rồi, mấy tháng trước rồi đó. Đâu cả năm luôn á. Ừ đúng rồi, cả năm luôn á. Xong rồi tới bây giờ mới làm được là biết bao nhiêu lâu rồi đó. Em nhớ em nói chị hồi trước Tết luôn. Lâu lắm, đúng lắm, rồi. Lâu lắm. Xong tới lâu bây lâu giờ lâu. Chị mới nhận lời đó. Trời ơi mừng quá. Các bạn nhớ đón xem nhé. Đây tặng chị. Tặng chị đó. Ôi, xin tri ân. Xin tri ân tình Chúa. Chú không làm, trời ơi, nhạc hay không à. Cho con vững tin làm sao dám mơ. Mỗi ngày con, trời ơi, toàn là những cái bài mà Bé Heo mê không à. Trời ơi, mình chỉ cần lấy mấy cái bài này mình hát là trời ơi. Ôi, người chết vì yêu, giả từ, theo bốn quạt muôn trời. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bài biết. Ôi, trời ơi. Lên xe thích nghe nhạc lắm. Về nhà nghe ngay được. Mấy bài này em cũng thích lắm. À, có đĩa trong này em gì? À, có, tôi cũng có. Rồi ăn trái cây không chị Bé Heo? Ngon lắm. Ngon rồi. Cậu mợ em ở Việt Nam đem qua cái này là nghe nói ngon lắm á. Hôm nay ở nhà Bé Thơ chơi vui quá mọi người ơi. Trời ơi, nào là ăn xong rồi đó. 11 giờ đêm còn nấu ăn. Ai vậy? Bé Heo. Vậy mà chị nói chị không nấu. Nấu chứ. Thích gì ăn gì nấu đấy mà. 11 giờ đêm còn nấu ăn. Ăn sao không được. Cái này nè, cái này hấp sôi sướng lắm. Đó, nó nhỏ vậy thôi đó. Sao lại thích ăn nếp chết chứ. Ngon cơ. Nếp ngon á. Ăn thử đi. Ngon quá. Cái này là cái cái này là kêu là gì? À, hột điều với lại rong biển. Có lý rồi đó. Hả? Đồ chai á, mình nấu á, nước lèo á, mình phải càng nhiều rau quả, bơm này nọ. Đủ thứ loại rồi nó mới thơm. Ăn cái này nó lên có 200 gram mà. Cái này không có mật. Cái này rong biển với hột điều không có mật. Thử nè. Làm sao giảm cân? Mình kêu là nó ăn làm sao giảm cân? Vô đi. Không ăn giận à? Miếng thôi. Em ơi. Em giảm cân bằng cách nào? Không ăn hả? Em ăn salad thôi. Chỉ cho nghe. Hai tháng tới xuống liền. Hai ngày ăn không được ăn ngọt, không được ăn bột, không được ăn. Hồi đó anh Tài anh ăn vậy. Lúc mà Bé Heo cai cái đền hồ của trời nó ốm quá. Phải ăn rồi. Ăn gì ăn? Không ăn bánh mì. Không ăn bánh bột, không ăn bánh, không ăn bột, không ăn đường. Bánh mì được, trái cây cũng không ăn được, chỉ ăn được trái cốc, trái táo xanh hết. Táo đỏ cũng được. Trời ơi, chua quá. Anh Tài ăn vậy. Không được ăn cái gì mà xào chiên vậy. Mai được gà nó luộc. Chu trao thịt gà bỏ trong microwave thôi mà không ăn. Trứng ăn trong đói bụng, ăn trong trắng, trắng trong đỏ dục. Khi đói bụng. Nghĩa là xuống ngay liền xuống nó xuống liền đó. Thôi cho nó bụng cái ăn một tô là không nhiều á. Mà thấy chị Duy không? Không ăn bụng. Nếu mà đừng ăn không ăn đường nghe chưa? Đừng ăn để cho bé ăn. À cho nên ảnh xuống đúng không? Xuống liền. Mà sao ảnh theo ổn quá. Đâu thì đó. Nhưng mà đó muốn xuống là như vậy á. Chứ đừng nhìn ăn nha. Ăn nhiều bữa mà ăn như vậy đó. Nó lấy gì đâu mập. Thấy không? Hồi đó tôi hay ăn khuya lắm á, bởi vì tôi mập, cái này tôi bỏ hết rồi. Hồi đó chuyên môn đem đồ ăn lên lầu á, trên phòng ngủ á. Cái ăn, bây giờ mình đi vừa đem lên chả xuống bỏ, vừa xuống lấy đồ. Nhưng mà đó ép nó buồn lắm. Đi làm ra mà rách trưa, nhớ là bữa nay ăn gì ta? Xà rách thì nó chán quá, không muốn đi ra.
xưa đi ăn gì cơm tấm trời hấn hở lần dần hồi tới giờ không sáng ăn gì bánh mì thịt cũng có ốc miêu trú không có đi làm luôn bây giờ ăn ốc miêu rồi đó chát lắm cơm gạo nứt rồi nó chát lắm hả ra mà có một tô bánh canh giò heo chỗ bên kế bên tôi kêu ăn xà lách trô chát quá ai là rong biển với đậu đậu đúng không ngon 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 nữa em nữa chụp hình gì đúng hả ăn hoài bữa nay lại ăn hơi bị nhiều nha ăn quá nhiều luôn này vui quá chết rồi sắp sửa em mập lù chị ơi sao một chén mỹ với chị bé heo hai người giống quá người này ăn xíu quách không còn miếng còn vô cạp mắt hết bên xương luôn chị đâu có đại ế gì đâu đúng không không trời ơi tại lộn cứ chiều chiều là rồi cái lộn là ông đôn đi ăn trời ơi có nhiều ăn cái ngon cái miệng ăn đồ cái ngon thì giống mắt ăn giống như là mới vừa nhập tiệc á mà mai là ăn hai tô á có nhìn thấy ăn giống nè cầm dĩa lên trời ơi giống vậy sáng đã ăn nửa cái bánh bao rồi rồi đã kêu sáng ăn bọt mà ăn bánh bao cái bánh bao gì chưa hết nửa bánh bao xong ly cà phê xong ăn cái một cái bánh trưa ăn cơm mới ăn cơm rồi đó rồi cái bánh ở đây luôn á lúc mấy giờ chị ăn cơm mấy giờ ăn cơm lúc 12 giờ 12 giờ sớm mà ừ đó vậy đó nếu mà vậy là thôi không về nhà là không ăn luôn đó gì từ 12 giờ cho tới chiều chị không ăn luôn nhưng mà chị đói thì chị ăn gì không có đói nhưng mà hết ai kêu ăn dốc ăn vẫn được như thường chứ không phải là ồ trời không có đói như vậy không có ăn được vẫn ăn được chưa mà chiều không ăn mà tới tối mà nó không có đói mà tại vì chiều về 6 giờ cái ưa đi đây đi đó đây có đi về tới nhà là 8 giờ 9 giờ là tắm rửa là cái lát múc cho nó lại sáng nào 6 giờ dậy á mà tới 8 giờ mới ra khỏi nhà múc thôi được ít đó chắc trời ơi mà phải nghỉ bao lâu nghỉ từ 6 tháng tới 1 năm ông nghe chưa giống sợ quá cái hổng mổ luôn rồi cái chúa cái gì nóc nhà con gà nóc nhà cái vẫn gì đó đang hát là con gà nhé nóc nhà lên nói em ơi trời cái sân vận động nó mấy ngàn người nó con nó la quá rồi anh nhảy lên trời dưới để khối đó đâu thấy lọt xuống oh my god cái chân nó lọt xuống đó bị nặng thêm đúng rồi nó đã bị thương rồi con chơi đem vô nghĩa là con nó con gà nóc nhà quỷ sứ gì không già nữa nó con gà lên lâu nhà mà ở dưới thì nó để khối nó có khối vậy nè đâu có thấy đường anh đâu thấy đường anh nhảy lên thì nó lột cái chân cào đúng là bắt gà đó ông bắt gà thiệt á nhiều cái nó trồn nốt kể nghe giận thế là giận còn kỳ ông bị giờ leo bé heo anh nói này nha mà em chỉ được nghe thôi em đừng có hổ lên nha chết cha ông này bị lậu hay gì rồi phải không mà sao kêu bé heo em phải nói nha em hứa nha anh nói em nghe thôi em không có được hỏi lên anh hỏi cái gì mà em hứa đi chết chóc thì chắc bị lậu giang bay rồi sao nó kêu mình nói hay bệnh ép gì rồi anh bị giờ leo mà thôi giờ leo là gì đâu thôi em đừng có hỏi mà bà không có đi với em chị dạ mà mày cũng được đi gần bà qua cao quan tài anh Duy Quang cũng vậy không mày đi ra mà đừng đi gần tao mày tao mày đi tao quan tài anh đi qua cũng vậy đó thì lúc mà ảnh có gọi cho anh đúng không đúng rồi lúc anh bị đột quỵ bị đột quỵ nhẹ không gọi hỏi thăm họ gọi anh chung đúng rồi mà anh cũng bị đột quỵ hả đột quỵ nhẹ đó rồi lúc anh Quang bị á cái ảnh gọi hỏi thăm em lâu lắm bữa nói chuyện rồi hỏi thăm quá trời anh Tài đó người tình cảm lắm đám cưới có thể anh không đi nhưng mà đám ma lắm bây giờ đi hát về mệt cái mấy mà đi xuống tỉnh anh cứ đi đám ma anh cũng đi nó vĩnh biệt người ta lần cuối anh đi diễn về ha là anh đi chạy xuống tỉnh luôn á đám ma chung ở Việt Nam mà tối hay gặp anh dạ. Vụ mấy ông bà đó dạ. Mấy ông bà lúc nào anh Trung Nghĩa rồi về cũng hú ông vô ngồi không mà không có uống rồi tại anh đâu có uống không uống anh nhiệt tình lắm anh nhiệt tình dạ. Có chuyện gì hỏi anh chị kỹ đó, lưỡng chị nói kìa kỹ lưỡng luôn dạ, á đúng rồi tận tình kỹ lưỡng luôn á đồ mà é để đây ngồi bữa đó anh nói Quang cứ nói tập chữ củ chân kịch dịch chân kinh gì đó dịch kinh mẹ ơi cứ nói tập đi
một ngàn rưỡi mà đang tập nữa. Em khoan, đừng nói chuyện anh, để em tập cho xong. Ồ không có ngưng bậy bạ đâu nha, dịch chân kinh cứ tính là vui vui no chưa no. Clip lão quá dài, bây giờ là cắt xà. Ở còn miếng là cái xà là đi về hả? Ừ. Ở còn miếng mì chắc phải luộc cho nó xong luôn mình, á. Mình off clip nha. Rồi hồi nãy giờ ngồi nói chuyện tám chuyện quá trời vui luôn. À, bây giờ clip đã quá dài. Ăn cũng là quá nhiều. Một nồi hết trơn luôn. Hết chưa? Bây giờ còn miếng nước lèo đó, không nấu làm sao lát nữa gì có ăn. Có thu vô cho chị chưa? Chưa, bây giờ đi luộc cái mì nữa xong rồi đó. Ôi ôi, để cho nhà ăn đi. Ôi, chú gỡ đi chị. Gỡ đi, chú gỡ đi. Cái đó chú gỡ đi. Chú biết lạnh quan thương em nhất á. Đúng rồi đó, chính xác. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà chương trình livestream hát nhạc Pháp của bé Heo và Hương Thơ. Chị Hương Thơ. Ê, quên Cam Thơ. Cam Thơ. Trên kênh YouTube của Cam Thơ. Xin mời cả nhà nhớ đón nghe, đón xem nha. Chị bé Heo bữa đó hát mấy bài bí mật. Ờ bí mật. Bài đó thì có bí mật luôn. Rồi bí mật hết rồi. Bí mật. Rồi bye bye chị. Bye bye. Cảm ơn. Bye bye. Bye. Đúng làm. Đúng làm không được. Xin liền nè. Nè. Em muốn ai mua quà tặng tôi xong thì cảm ơn. Tin xỉu luôn á. Lâu rồi. Lâu rồi mới sao? Chị làm sao ra cái tay sao? À vậy nè. Rồi, mọi người là nhiều sức khỏe nha. Nhớ coi cái clip nha. Đó đã chỉ xong nước lèo rồi đó. Lèo nấu hoành thánh rồi đó. Rồi bye bye. Bye bye. Bye đi Trang, bye Hằng. Bye. Chị nghĩa bye. Bye đi. Bye. Nhà ông xã kêu nhị nhị tắm kìa. Đây là Facebook và số điện thoại liên lạc của bà Tám Cam Thơ. Nếu các bạn nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Cam Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.